chúng ta cùng gặp gỡ những người bí ẩn. Trong năm người này, ai là người ăn cay nhất? Cái này ôi khó đấy. Chúng ta chỉ so sánh trong năm người bí ẩn thôi. Là người đó khai là ăn cay nhất, chứ mấy người kia khỏi cần phải ăn. Tất cả đều ăn, và người nào ăn tồn tại tới cuối cùng, đó chính là người ăn cay nhất. À, mời vị trí số 1 giới thiệu. Em như ớt chín trên cây, càng tươi ngoài vỏ càng cay trong lòng. Bà con ở đây suy nghĩ chi cho lòng vòng. Tôi là người ăn cay nhất khán phòng đêm nay. Ủa, ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Thân em vừa cay lại vừa nồng, to bề màu sắc lại là phần hơn. Em đây là trái ớt cay ngất ngây nơi này. Cảm ơn chị. Tôi là tô mì cay. Tôi có một câu chuyện buồn, rất buồn. Mì cay đuổi theo tình yêu dành cho tương ớt, nhưng mì cay nào hay, từ lâu tương đã âm thầm mến thương. Ớt chuông nhà xa tầng hai khu phố đang ngổn ngang, tình yêu dành cho tương ớt cũng yêu ngược lại. Ca bài gì á? Mặc dù em rất là yêu, yêu tương ớt nhiều lắm, nhưng mà độ cay của chế vẫn là cay nhất ở nơi đây. Thì em rất tốt đấy, nhưng mà ôi thôi, anh rất tiếc đấy. Chẳng ai mong nhạt nhẽo hơn ai, nhưng độ cay của anh là như thế đấy. Ớt chuông, thế giới này chỉ còn một mình anh là đàn ông. Anh là đàn ông. Nhưng anh tin chắc chắn rằng anh là người ăn cay nhiều nhất ở đây. Em đây vị chẳng cay cũng chẳng nồng, nhưng em mãi giữ một lòng yêu anh. Tình em lên lén vô biên, là cùng nhiều vitamin tốt cho sức khỏe, đẹp da đẹp dáng, tốt cho mọi cô gái. Dù yêu anh nhưng rất tiếc em lại là người ăn cay nhất ở đây. Trời xin lỗi, tại ăn cay nhiều quá nên hơi nóng tính. Trời anh Giang ơi, cái này khó lắm luôn anh. Sao Giang biết ta? Đâu phải là giờ đoán liền đâu, chúng ta hỏi người bí ẩn. Cho chị hỏi bạn số 3, là ăn cay là ăn ớt hay là ăn mì cay cấp độ mà người ta bán ngoài? Dạ, vừa mì vừa ớt. Có ăn mì không hay chỉ ớt thôi? Dạ, à? Có mì nữa chị. Bạn số 4, lát nữa mình ăn ớt không hay là ăn vừa mì vừa ớt? Dạ, em ăn vừa mì vừa ớt. Chị số 2, lát nữa chị ăn cái gì vậy chị? Nếu mà cho ăn ớt không, chị ăn ớt không. Còn nếu cho ăn kèm với mì thì chị sẽ ăn mì với ớt. Dạ. Chị số 1. Dạ, mình quánh luôn hai cái vô chỗ luôn. Cái tô mì của chị là tô mì nóng hay tô mì nguội? Tô mì nóng. À, chị số 2, nếu giữa chọn mì nguội và mì nóng thì chị nên ăn cái nào? Dĩ nhiên ăn nóng thì nó ngon hơn. Bạn số 3, ăn mì nóng thì mới đã được cái vị cay chị. Bạn số 4, mì nguội em sẽ ăn, còn mì nóng em sẽ để nguội để em ăn. Số 5, vị nóng nó sẽ giảm cay à? Nóng, em ăn xong hồi nó cay gấp đôi, nó giảm là giảm lúc đó, từ hồi nó cay gấp đôi. Dạ không ạ, à, nóng sẽ giảm cay. Còn cái gì chữa giảm cay nữa? Dạ sữa. Chị số 2, ngoài ớt ra có cái món gì cay chị cũng ăn được không, hay là chị ăn ớt được thôi? Chị ăn được tiêu chứ, cái gì cay là chị thích lắm. Số 4, ngoài ớt ra thì cái gì là cay nhất? Dạ thưa, ngoài ớt ra thì em cảm thấy anh là người cay nhất trong mắt của em. Trời ơi, không coi Harry ra gì luôn. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ăn đi em sẽ chết. Trời ơi, tưởng là cái ớt này ai cũng ăn được à? Đâu dễ gì. Bạn số 5, thường người ta nói ăn ớt nhiều quá nóng, nổi mụn và gây táo bón. Vậy bạn có biết thêm ngoài cái tác dụng của trái ớt là nó có tác dụng rất tốt gì cho mình không? Dạ không, tại vì ăn cay là sở thích của em. Chị số 2, ăn ớt thì thật sự mà nói là nóng có đấy, rồi đau bao tử cũng có đấy, rồi nổi mụn cũng có đấy. Nhưng mà nó có một điều là nó phòng chống được ung thư nữa đấy em. Người ta nói là ăn hột ớt là bị mờ mắt, có đúng không số 1? Ăn hột ớt không thể nào mờ mắt mà nó làm cho mình sáng mắt ra nữa. Ớt có nhiều vitamin A, đẹp da luôn. Đó chỉ là thịt ớt màu đỏ thôi, chứ còn hột ớt là ăn bị mờ mắt đó. Cái đó là mình sợ mình ăn cái đó là mình đau dạ dày thôi, nó bị đau ruột thừa thôi. Vậy chị số 2 có đồng ý không? Chị thì chị chưa nghe nói là ăn hột ớt bị mờ mắt, chị chưa nghe. Nhưng mà ăn hột ớt nó cũng có cái nguy hiểm của nó là nó sẽ nóng trong ruột của mình đó. Nóng trong ruột?
Chị phát hiện ra chị ăn cái số lượng ớt nhiều hơn gấp bình thường là bao nhiêu ạ? Mấy trái ạ? Thật sự mà nói là ớt nó cũng có nhiều loại em à. Có cái lại không cay, còn nếu mà cái loại cay thì chị có thể ăn được khoảng 15 trái. Vậy thì bây giờ cho Harry hỏi là số 5 ơi, nói ví dụ nếu mà bình thường em ăn một bữa là có 5 trái thôi, mà cái ngày đó em ăn 10 trái và sẽ xảy ra chuyện gì với em? Dạ không à, nó chỉ bị nóng trong bụng thôi chứ không có xảy ra chuyện gì hết. Không có xảy ra chuyện gì ủa hết. Em ơi, em có bạn trai chưa? Em có phải không? Làm gì vậy Tuấn? Người ta đang hỏi em có hay ghen không? Dạ rất ghen. Rất ghen hả? Dạ. Rồi, được rồi, đủ rồi. Xong rồi. Đủ rồi. Được, anh biết luôn rồi hả? Biết rồi. Trời ơi, không những đẹp trai xinh xắn mà còn tài năng thông minh nữa trời. Nói chung là bản thân em không phải là một người ăn cay, nhưng mà em thấy bạn số 3, bạn số 4 diễn nhiều quá, cho nên là em tập trung với hai chị đầu tiên hơn. Mời chọn số. Em đã chọn rồi. Nhanh vậy, chọn lấy đó. Chưa kịp hỏi luôn á. Đội chủ nhà chọn số 5, trong khi đội khách chọn số 2. Thực ra thì hai người tụi em chọn là số 2 với số 5. Ừ. Mà phân vân giữa đó thì tụi em cảm thấy mạch của cô số 2 có cảm tình hơn. Với lại kiểu cô số 2 khi mà nói chuyện về ăn ớt thì cổ giống như là ừ tôi đang ăn ớt được rất là nhiều, cho nên nói chuyện rất là thẳng thắn, rất là nhanh. Trường Giang cứ chỉ ra người bí ẩn đi, tôi sẽ nói tại sao. Đồng ý. Thưa quý vị, kết quả sẽ có sau vài phút giải lao. Ôi, trời ơi, trời ơi. Thưa quý vị thân mến, chúng ta đang quay lại với người bí ẩn. Ở vòng này rất đặc biệt cho nên chúng ta sẽ nhìn họ ăn. À. Mì chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Anh Giang ơi. Chào em. Em phải kiểm tra cái ớt đó có cay hay không. À em muốn ăn thử hả? Đúng rồi. Dạ. Lên đây, lên đây. Trời đúng ơi. Đúng không? Đi, Tuấn ra ngoài ăn luôn nè. Tuấn, nhai trái ớt cho thiên hạ nể em. Ôi. Đi. Rồi, vô. Ăn đi. Ăn nhầm cái đuối vậy, ăn hết trái đi. Ăn trái ớt chứ không phải ăn cái cuốn ớt. Ăn trái ớt. Đâu cay đâu. Trái ớt cái này nè. Để chơi nè coi. Chơi luôn. Cay không Ri? Dạ em ăn á. Đó, đó. Đó, đó. À, cho mình uống sữa được không? Trời ơi, bậy bạ rồi. Em thấy ăn ngon nha. Em không? Em, cái này mà bỏ vô trong mì gói là hơi bị tuyệt vời đó. Anh ăn thử đi, anh ăn thử đi, nó có cay không? Không ăn được mà, tại mình dân ăn ớt á. Sao? Cảm ơn. Không, cái này ăn một trái thì em thấy ok. Nhưng mà em nghĩ là ăn từ thứ tư, thứ năm là bắt đầu hơi mệt đó. Đúng, 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 rồi, chơi. Cay quá. Nhưng mà cay đấy, cay đấy. Cay đó. Sẵn sàng chưa? Mời. Không có gì phải gấp gáp, các cô, các chú, các anh, các chị. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Ăn Mì Cùng Ớt. Trời ơi, chạy mồ hôi kìa. Không mà cái cô số 5 ăn á, có vẻ rất là ăn rất là ngon miệng ha. Cô số 2 cũng vậy kìa. Quý vị biết là cảm giác của em đứng đây là gì không? Thèm mì gói. Không mà thật ra mà nói nha anh ơi, bình thường á là em ăn bữa nào em phải có ớt, em không có ớt là em không ăn được. Đúng rồi. Em phải có ớt. Cái cô số 1 ăn cũng dữ lắm nha. Ồ vậy hả? Không chừng hôm nay cái người ăn ớt cay nhất á là bị người khác qua mặt luôn. Thiệt hả chứ? Tại quay phim á, có động lực ăn cái qua mặt cái người ăn ớt luôn á. Ủa sao ăn hay nhờ? Không nhưng mà có vẻ số 4 đang mệt mệt. Rồi, bỏ cuộc. Số 4 bỏ cuộc. Ê, lần này là thi thiệt á. Thi thiệt á. Trời. Đẹp, không chừng người này là lực hành tích của người kia sao. Mà số 5 có vẻ mặt bây giờ bắt đầu đỏ lên rồi đó nha. Số 5 ơi, em gục đi, em ráng gục đi. Mình nghĩ luôn á. Đừng ăn ớt nữa. Số 5 ơi, anh đặt niềm tin vô em. Vị trí số 2 bỏ cuộc, có nghĩa là đội Honeywell không chính xác. Vị trí số 5 cũng không kém, nhưng đớn đau thay, hết mì hết nước. Nhưng mà hết mì bà vẫn hốt 5-10 chứ, có bỏ vô mới ghê chứ. Xuất sắc. Số 3
Anh sẽ nhắc lại em, đây là cuộc thi chứ không phải là nghỉ hè mà em ăn chậm chậm. Mà em ngồi thưởng thức. Rồi, như vậy là số 3 dừng cuộc chơi. Cô thứ hai 61 trái. Wow. Bạn số 3 59 trái, thua cô số 2. Wow. Cái gì? Bên đây 105 trái. Có. Một trăm mười tám cái. Trời. Thưa quý vị, như vậy là sau cái thời gian ăn một lúc năm người thì hai người ăn dữ nhất lọt vào vòng chung kết. Và bây giờ luật ở vòng chung kết là chúng ta sẽ ăn trong vòng 3 phút, ai ăn nhiều hơn sẽ là người giành chiến thắng. 3 phút bắt đầu. Ăn kìa, ăn kìa, ăn kìa. Yo. Yo, 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 cố lên, cố lên. Em mà mình thua mình cố lên chi vậy? Trời, số 5 nó bình tĩnh dễ sợ. Quá bình tĩnh. Ngắt kịch, bình tĩnh dữ thiệt. Nhai thiệt nha, nhai rồi. Nhai này giờ em thấy nhai không à. Ê. Ba mươi giây. Ôi, có 30 giây thôi, cố lên mọi người ơi. Cố lên. 20 giây. Ớt nào là ớt chẳng cay? Gái nào là gái chẳng hay ăn mì? Cố lên, trời, cô số 1 bây giờ là không ăn mì luôn, ăn ớt không à. Sao? Số 1 đang tốc độ á. 8. Đang tốc độ. 7. 6. Trời ơi. 5. 4. 3. 2. 1. Dừng. Đúng quý vị, vị trí số 1 25 cái. Wow. À, thưa quý vị, tôi rất tiếc là phải báo là cô số 5 không ổn rồi. Cô ấy chỉ có 36 trái thôi. Chỉ có 36 trái thôi. Đội chủ nhà thắng 1-0 vì người bí ẩn, vị trí số 5. Thật sự ra mà nói thì dù cho đây chỉ là một trò chơi vui thôi, nhưng thật sự ngày hôm nay nó gây hào hứng. Là bởi vì chưa bao giờ có một cái cuộc thi mà tỉ thí tại sân khấu mà live như vậy. Không chỉ là bạn số 5 thắng nhưng mà chị số 1 thực sự là xuất sắc. Đúng. Ngoài rồi. Ra cô số 2 cũng quá xuất sắc, 61 trái. Bạn số 3 59 trái. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta cùng giao lưu với những vị trí còn lại. Chào chị số 1, chị Lai. Chào Trường Giang mội mội. À, mình là Lê Phương, mình đến từ thành phố Tây Ninh. Cảm ơn chị. Chị là Thanh Trang, chị sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Chị ăn ớt cũng nhiều hả chị hả? Nói chung là cũng phải có ớt thì ăn cơm mới cảm thấy ngon. Dạ. Em tên là Thu Hồng, nghệ danh của em là Helen Kim. Em là một MC và người truyền cảm hứng tự do. Số gì đây, số gì đây? Thắng lô tô kêu ra từng con số. Con số đang cầm là con số 4. Em không phải là người ăn cay nhiều nhất ở đây, nhưng mà em là diễn viên hát lô tô. Cảm ơn bạn. Dạ, em tên là Thanh Nhàn, em thêm chữ Phi nữa thành Nhàn Phi. Trời ơi, Nhàn Phi mới chịu. Đây là người bí ẩn, xin mời. Em tên là Nana Lee, hiện tại đang làm YouTuber và diễn viên tự do. Em là người ăn cay nhất. Em ơi cho chị hỏi nè. Tại vì chị cũng là một người rất là thích ăn cay, mà chị cũng ăn cay khủng khiếp lắm. Chị không biết là bình thường mỗi bữa ăn em phải cũng ăn trái ớt nhiều như vậy hay là như thế nào? Dạ không, thật chất ra là bình thường em cũng rất là ăn cay. Nhưng mà trên cái YouTuber của em thì có nhiều bạn là yêu cầu chị Na ăn cay quá thì chị thử ăn 100 trái ớt với mì đi. Thì em mới vượt qua cái thử thách đó và chương trình biết tới mà mời em. Em ơi. Dạ. Bây giờ anh không biết ăn cay á, em có nào chỉ anh ăn cay được không? Em hỏi thôi. Cái vừa rồi gọi là thả thính hả? Hay sao? Nhõng nhẽo, nhõng nhẽo. Nhõng nhẽo hả? Nhõng nhẽo, anh đó là nhõng nhẽo. Đây là chỉ là cách đơn giản nhất này, đầu tiên là ăn ớt đây. Ủa anh không? Trời ơi, cái gì mà hai người nhiệt tình lấy ớt cho nhỏ. Đây lên đây, chị em chỉ gì mà anh cay? Em chỉ đây chị kìa, ra ngoài đi nhanh nhanh. Cơ bản là Tuấn nha. Bẻ đôi cái trái ớt sừng trâu, chà vô hai con mắt. Chà vô cái lưỡi được rồi. Chà vô cái lưỡi cho anh. Na ơi. Ơi. Ăn thiệt á? Dạ thì ăn thiệt mà. Anh nhậu quá. Ủa, em cũng
Mấy đứa làm nguyên phim trường ngại quá. Hai họ nhà trai nhà gái chuẩn bị chưa ạ? Tuấn ơi, trả giá rồi Tuấn ơi. Tuấn ơi, cuộc đời ngon lành rồi Tuấn ơi. Anh muốn sau này tụi mình sẽ trồng vườn ớt, em muốn không? Theo đi cản anh, lỡ cho anh chửi lên nè. Hai người ăn chung, trời ơi hai người ăn chung. Cái gì vậy anh? Rồi cắn đằng nào nó lẻ nó hết coi. Không cay, ừ. Nhai, nhai nhai nuốt. Ừ. Ôi vậy. Cái này nó chua mà. Vậy gì vậy? Rồi anh kêu không cay. Uống đó. Mấy tuổi rồi Tuấn? Quá. Mấy tuổi rồi ta nó không cay là tin. Nó không cay là không cay đối với anh thôi. Mày đặt cua cái. Cua cái rồi đó. Em ơi, mình trong một vườn ớt nha em. Ôi da. Harry. Sao vậy? Mình để yên khu vườn nha, đất trống thiệt trống nha. Vậy đi nha. Chôn hai đứa này. Như vậy là ngày hôm nay cảm ơn em cũng như cảm ơn những người bạn đã xuất hiện, mang lại không khí hào hứng vui vẻ cho chương trình. Cảm ơn rất là nhiều.